Anh ơi, nhìn này. Chơi PS5 trên TV 100 triệu. Văn phòng người ta như thế này cơ mà. Kiếm TV nào tầm 100 triệu hoặc 200 về cho anh em giải trí. Ôi giời ơi. Có đâu. Đây 55 mình Samsung Crystal 4K. Nghe đâu. Rất đẹp. Bao nhiêu tiền đấy? Bên kia nó bao nhiêu tiền nhỉ? 100 triệu. What? Bên Nintendo 100 triệu. Con này anh mạnh dạn nói với em 17 triệu. Ôi giời ơi. Okay. Thua cả bên Nintendo. Mày cút sang Nintendo làm cho nào. Trước khi em đi, để anh nói cho em biết, cái đồng tiền nó không quyết định tất cả. 17 triệu nó có giá trị ở 17 triệu. Anh tuy nghèo. Chê. Nhưng mà con này ngon thật, mày nhìn thế này. Tuy rẻ thì đúng là nó rẻ thật, nhưng mà những cái giá trị của nó cực kỳ phù hợp với một gia đình. Chúng ta có con 55 inch rất to, đứng người bên cạnh này, to bằng người luôn này. Để nó không khác gì một bức tranh hay là một cái vật dụng decor trong một cái background tường ở gia đình luôn. Tất nhiên là mỏng manh như tâm hồn của bạn khi bị chia tay. Mỏng này, mỏng manh lắm. Mỏng thì nó được cái sự tinh tế, nó được cái sự đẹp đẽ. Và nó không tốn quá nhiều không gian trong cái gia đình của bạn. Nó chỉ khoảng 5 cân thôi, nên là rất dễ dàng để di chuyển. 5 cân. Ôi dồi ôi, nó phải 10 cân đấy bạn. Thường thì các cái gia đình ở các khu vực ngoại thành này, thành phố nhỏ hoặc vùng quê thì có một cái nỗi đau khổ, đó chính là chúng ta có tiền mua tivi. À, tivi được mua nó chán kinh khủng khiếp. Như ông bà tôi mua tivi rất đắt, nhưng mà cái màn hình nó thường rất xấu bởi vì tivi nó giá rẻ. Thế nhưng mà với cái mức giá này thì cái chất lượng thể hiện về hình ảnh của con Samsung Crystal này nó là rất ok, rất đẹp, nó mượt tuyệt vời, nó lên đến 4K cơ mà. Màu sắc thì nó là quantum dot, nó là HDR và hiển thị được 100% giải màu. Theo như những gì tôi tìm hiểu thì nó cũng là một trong những thành phần cấu tạo rất sâu, nên hệ thống đèn LED hay là các cái sự hiển thị giải màu thì đây nó sẽ hiển thị được cái giải màu là HDR thôi. Tuy là nó không phải là giải màu quá chuẩn cinema, nhưng đối với một cái màn 55 inch với một cái mức độ chi tiết nó đem lại được như thế này là đã quá ngon. Là trời, các bạn nhìn cái độ sặc sỡ về sắc màu. Cái này tôi đang để là cinema mode để tôi xem phim nhá. Nếu các bạn để HDR thì thật sự nó còn đẹp nữa. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nếu chúng ta để sang HDR ở đây, được chưa ạ? Đừng có bao giờ bàn về cái mức độ hiển thị hình ảnh trên một con màn Samsung. Nó là số rách, faker còn dùng màn Samsung cơ mà. Con này nó cũng có một bộ loa cơ bản với tổng công suất là 20W. Với 20W này thì theo tôi là hoàn toàn có thể phục vụ mục đích cho gia đình. Thì sau đây, mời bạn tự kiểm chứng đánh giá về độ ngon của nó. Lên loa. Quá đẹp đúng không em? Rồi, xem phim thì con nào chả xem được. Có gì đặc biệt hơn không anh? Có đặc biệt hơn, nhưng mà mày sang bên S-Channel rồi mà. Điểm đặc biệt là có, nhìn đây. Thứ nhất, có thể sử dụng Google Assistant Voice Control bằng tiếng Việt, tìm kiếm quá đơn giản. Thời tiết hôm nay thế nào? Dự báo thời tiết ở Hà Nội vào hôm nay là có dông và nhiệt độ là 33 độ. Đang chơi Liên Quân, màn này quá nhỏ. Chia sẻ màn hình, chọn TV Samsung. Ôi giời ơi, live stream cho cả văn phòng xem. Như này, không delay luôn. Share màn hình này, cho xem luôn. USB, LAN, tức là cổng mạng. HDMI. Có lẽ nào. Build PC xong rồi, các bạn bắt đầu thôi. Ôi giời ơi, wow, đắm chìm. Anh cho sao anh quẩy cho quẩy hộ cả kìa. Ôi trời ơi, hay to quá, mấy người không xem được. To quá, không thể làm gì được, không nhìn thấy chuột như người đâu cả. Nó cực kỳ phù hợp với các cái gia đình ở bất cứ đâu, kể cả thành thị hay ở nông thôn. Thì tại vì cái mức giá của nó rất dễ tiếp cận rồi mà bạn.
đó, và nó trang trí nhà ở nông thôn, nhà to trang trí cũng đẹp, ở thành thị nhà hiện đại trang trí cũng vẫn đẹp, quá tuyệt vời, quá hoàn hảo. Tất nhiên là với một con tivi ngon như thế này thì tôi đã mua nó rồi. Và đây, nếu mà bạn cảm thấy cái chú tivi 55 inch này nó hấp dẫn thì bạn có thể lên Super Brand Day trên Shopee từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7, có rất nhiều những ưu đãi khủng vào ngày này. Mà khi bạn đã mua TV hay là máy chiếu của Samsung thì bạn sẽ còn được tặng thêm 50% khi mua những cái dàn loa thanh vô cùng chất lượng để cải thiện âm thanh loa, mặc dù loa của con Samsung này đã là rất ngon. Wow, Long Khoa Học, review khoa học.